Hello anh em, thì trong cái video này hôm nay mình sẽ nói về một cái con camera mà mình đã nhận được từ bạn Châu Global á mọi người. Bạn Châu gửi cho mình cách đây được khá là lâu rồi, có thể là trước Tết á, nhưng mà mình bận quá mình không có thời gian mình để làm cái video clip để mình chia sẻ về camera này. Thì trong cái video ngày hôm nay á, mình sẽ giới thiệu nó đến mọi người ha. Thì bữa trước mình cũng có một cái video mình giới thiệu sơ bộ về con cam này rồi, thì hôm nay mình đã chính thức vận hành nó. Thì bữa trước mình đã nói về thiết kế của nó rồi đúng không? Thiết kế của nó thì khá là ok, đẹp, giống robot các thứ này nọ, nhưng mà đương nhiên con camera nào nó cũng phải có điểm yếu của nó, và kể cả camera này cũng vậy. Con camera này nó thiết kế thì đẹp đó, thì một thiết kế thì ok, nhưng riêng về cái chất liệu nhựa mọi người, chất liệu nhựa này mình thực sự không có ưng ý lắm. Nếu như mà so với lại con iMount hoặc con carbon thì nhựa mình vẫn thích nhựa của iMount hơn carbon hơn rất là nhiều. Con này mình không, nhựa của nó thiết kế là không ok, mình không thích loại nhựa này. Về cái thứ hai nữa mà mình cảm thấy nó là một cái mình không ưng ý, một cái nữa là nhà mình sử dụng wifi thì mình không có đặt mật khẩu. Nghĩ là mọi người muốn sử dụng thì cứ sử dụng thoải mái, mình không bao giờ đặt mật khẩu wifi nhà mình cả. Nhưng mà con này nó lại không cho cài đặt nếu như không có mật khẩu. Đây là hai điểm yếu mà mình mới vừa phát hiện của con Unios ha. Còn riêng về những cái tính năng, về cái chất lượng hình ảnh thì mình đánh giá nó là một con camera rất là ok. Hình ảnh mình sẽ tích hợp lên trên cái video để các bạn dễ hình dung. Mình sẽ quay cho nó trong cái không gian, thứ nhất là trời ngược sáng nè, thứ hai nữa là trời đủ sáng, rồi trong phòng thiếu ánh sáng, rồi ban đêm thì nó sẽ như thế nào, thì mình sẽ tích hợp lên cho mọi người cùng xem, và mọi người sẽ cảm nhận được là con camera này có đáng để mua hay không ha. Ok. Quên nói với mọi người một điều rằng con camera này nó trang bị 22 megapixel, có nghĩa là nó full HD, nó rất là rõ, nó rõ. Mình đã trải nghiệm so với lại con iMount AM2 là cũng cùng phân khúc của con này, hai con chất lượng ảnh ngang nhau 90 thôi, chứ không có con nào hơn con nào hết. Nhưng mà nó chỉ hơn về cách để sản xuất ra con cam này mọi người, và cái chất liệu nhựa này thì con iMount ăn về chất lượng ăn đứt nha. Rồi mình còn chưa có xài lâu thì mình không biết là nó bền hay không, nhưng mình nghĩ nó bền. Camera bữa nay rất là bền, con nào không bền. Một UC nó còn sử dụng được thì nói chi con này ha. Con này là một con chính hãng đàng hoàng, Unios của thằng chính hãng nha mọi người, chứ không phải là hàng mão đâu. Nói chuyện nó rất là ít yếu điểm, không phải nhiều. Nếu như mình bỏ số tiền ra mình mua thì mình cũng sẽ mua nó và mình sử dụng nha. Và riêng về cái phần đánh giá hình ảnh ban đêm của con camera UOS này mình đánh giá rất là cao. Nó hồng ngồi, nó rất là sáng nha mọi người. Mọi người có thể xem video ở đây ha. Ánh sáng của nó bật hồng ngồi lên rất là ok. Và ánh sáng nó có một tính năng đặc biệt mà những cái con camera, kể cả camera Asus như con C6N không có, đó là chống ngược sáng WDR. Chống ngược sáng con này ok, con này ok ha. Thứ hai nữa, một cái tính năng mà mình muốn nói đến là tính năng cảnh báo về chuyển động về cái điện thoại. Ví dụ như các bạn đi ra khỏi nhà, và trong nhà khu vực của mình có một cái chuyển động gì đó thì hệ thống sẽ tự động báo về cảnh báo về cái điện thoại của mình. Con này vẫn có tính năng đó. Nói chung là tất cả những tính năng cơ bản của một con camera sử dụng gia đình thì nó đáp ứng được hết tất cả mọi người. Và đặc biệt nhất chúng ta cần quan tâm, thứ nhất là chất lượng ảnh ban ngày, chống ngược sáng ban đêm và trong tình trạng thiếu sáng thì nó sẽ như thế nào, và đó là cái quan trọng Còn về chất lượng, về cái mà gọi là bền bỉ thì đương nhiên con camera nào cũng bền cả, các bạn cứ yên tâm là sử dụng, không có sợ vấn đề hư hao đâu ha. Chúng ta nói nhỏ như một cái vấn đề về cái lon này các bạn. Lon này được trang bị phía sau nha, nếu phía sau mọi người thấy phía sau nè. Lo thì được trang bị phía sau, và cái âm thanh phát ra cũng khá là lớn chứ không có nhỏ nha. Âm thanh nói rất là lớn. Và con này các bạn đàm thoại hai chiều, ví dụ như mình đi ra ngoài mình muốn nói chuyện với mấy đứa con của mình á, mình chỉ cần mắt điện thoại lên mình nói chuyện trực tiếp qua cái camera này luôn, chứ không phải nhắc điện thoại lên gọi nữa, mình nói giao tiếp qua mình nói đây thì mình nói bên kia thì con mình đây nó vẫn nghe được. Đó là một con camera đàm thoại hai chiều. Các bạn có thể ứng dụng để trên bàn, treo lên tường, hoặc là
treo bất cứ một chỗ nào các bạn thích thì các bạn treo thôi. Hoặc là các bạn có thể cầm đi câu cá không được, sọt vô cọc giặt dự phòng vô đây, sọt đây ha, cái sạc cà phê phòng vô đây, rồi các bạn để camera hoạt động, mình đi vô kia mình nằm coi cái phao câu, hay mà nó mất phao mình chạy ra mình giật cũng được, không vấn đề gì hết, khá là đơn giản ha. Lúc mà mình nhận camera này mọi người, mình nghĩ nó có bóp lắm, mình nghĩ nó tại vì mình thấy cái thiết kế của nó mình không ưng rồi. Mình thực sự là mình đánh giá thấp những cái sản phẩm nào mà nó có chất lượng thiết kế thấp, thì mình trong gu của người mình là thẩm mỹ, mình thích cái đẹp thôi. Nhưng mà sau khi mình test rồi, mình sử dụng rồi, mình cảm nhận được thì chất lượng hình ảnh của nó là khá là ok. Một camera đáng để được mua nha các bạn. Nó mới gia nhập thị trường thôi, tại vì mình thấy bạn Châu tinh thoảng này mới đăng thì con này mới gia nhập vô thị trường Việt Nam, thì đương nhiên là trong quá trình hoạt động thì nó sẽ phải update và nâng cấp liên tục. Thì đây là một cái phiên bản, có thể nói là phiên bản đầu tiên, thì mình hy vọng những cái phiên bản sau thì cải tiến được cái vấn đề mà về cái chất liệu nhựa, thì mình hy vọng là cải tiến được chất liệu nhựa nữa thì nó là ok.